chương 1061, thu cầu. Nhìn phía xã phóng lên tận trời quang mang, tương quỳ trong lòng trầm xuống, đến rồi. Quái vật đợt thứ hai tiến công lại tới. Màu trắng quang mang phóng lên tận trời về sau, sương mù màu đen cấp tốc trần ngập, giữ tận quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này quái vật trở nên càng thêm hung tàn cùng cùng bạo, số lượng cũng nhiều hơn. Gào thết mà đến, mấy cái thí thần tổ chức người tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong liền bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, quái vật số lượng đã qua ngàn. Xuất in pháp cũng có mười mấy, số lượng đông đảo, duy nhất một lần liền có thể xuất hiện mấy chục, thậm chí trên trăm con quái vật. Số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thí thần tổ chức người rất nhanh liên đã rơi vào hạ phong. So với quái vật, nhân loại sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng mà quái vật số lượng nhiều lắm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu tiếp xúc, nhân loại bên này liền lâm vào hạ phong, vừa đánh vừa lui, mà lại tử thương không ngừng gia tăng. Tương quỳ thở dài, đối cảnh ngộ đạo nói, để người bên ngoài cũng tiến vào đi, nhóm chúng ta chỉ có thể tử thủ nơi này. Cảnh ngộ đạo gật đầu, phái người đi điều viện binh tiến đến. Bên ngoài cũng có quái vật, bên trong cũng có quái vật, nhân số thế yếu, để thí thần tổ chức bên này chú định sẽ trôi qua rất gian nan. Chạy A. Lữ thiếu khanh kinh bi tương quỷ, mang theo cầu chạy A, lưu tại nơi này, tử thương sẽ chỉ cản nhiều. Tương quỷ chỉ chỉ hắc cầu, người đều có thể thử một chút có thể hay không mang nổi. Hắc cầu chẳng những thả không tiến trữ vật giới chỉ bên trong, mà lại trọng lượng cũng vượt qua tưởng tượng. Kết đan kỳ hoàn toàn nhất không nối, Nguyên Anh cũng chỉ có thế đủ miễn cưỡng mang nổi, nhưng không kiên trì được bao lâu. Hắc cầu đối với Nguyên Anh mà nói, như là trăm cân cự thạch đối với phàm nhân đồng dạng. Cũng chỉ có tương quỳ loại cảnh giới này mới có thế khiên chạy, nhưng là này lại cực lớn ảnh hưởng đến hắn phát huy. Lữ Thiếu Khanh không tin tà đi thử một chút. Trọng lượng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, vừa rồi đá một cước thời điểm, biết rõ nó nặng, nhưng không nghĩ tới nặng như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại đá một cước, xoa, thật là nặng. Hèn hạ a, à, đến cùng là ai thiết kế ra cây cầu kia, về phần muốn nặng như vậy sao? Đây là một cái vướng víu, Lữ Thiếu Khanh chăm chú đối tương quỳ đề nghị, từ bỏ đi, cây cầu kia ngươi sẽ cầm không được, nghe ca một lời khuyên, tranh thủ thời gian vứt. Xuống nó chạy trốn. Không thu được, khiên không đi, tử thủ nó, cùng quái vật đánh trận địa chiến, đây là ngu xuống cách làm. Đối với Lữ Thiếu Khanh động một chút lại muốn chạy trốn cách làm, tương quỳ bất mãn hết sức, hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, cây cầu kia quan hệ toàn nhân loại vận mệnh thân là nhân loại nhóm chúng ta không thể để hắn bị quái vật đoạt lại gì không phải nhóm chúng ta chính là nhân loại tội nhân tội gì người cái gì vận mệnh lữ thiếu khanh không có cao thượng như vậy giác ngộ hắn nói được được coi như cầu kia bị quái vật đoạt lại đi lại như thế nào trời sập có người cao đỉnh lấy ngươi sợ cộng lông ngươi liền chúc thực lực ấy điểm ấy thân cao ngươi mạo xưng cộng lông cao lạc tương quỳ dứt khoát nhắm mắt lại cũng không thèm quan tâm lữ thiếu khanh hắn phải nhanh điều chỉnh chính mình, tranh thủ thời gian, tế thần lúc nào cũng có thế sẽ xuất. Hiện, nhìn thấy tương quỳ không nghe khuyên bảo, Lữ Thiếu Khanh lại chạy tới đối tương tỳ tiên nói, tỳ tiên tỷ tỷ, ngươi khuyên nhủ ngươi ngoan cố gia gia di, chăng lẽ các. Ngươi muốn cùng một chỗ lưu tại nơi này sao? Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, các ngươi không có ý định đi xem một chút. Tương tỳ tiên nhìn xem nghiêm tức Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, vẫn là trước sau như một lầu cá. Nâng chỉ vào hắc cầu nói, rất đơn giản, Ngươi đem câu mang đi, gia gia của ta sẽ còn lưu tại nơi này sao? Lữ thiếu khanh nhân tình sáng lên, đúng a, à, chạy đến nửa đường lại ném, quảng nó 3721. Chuyên đơn giản như vậy đều quên. Dẫn khuyết ở bên cạnh nhìn thấy tương ti tiên đối lữ thiếu khanh ôm nhu bộ dáng, trong lòng ghen ghét đến sắp hộp máu. Hắn ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, đại tiểu thư, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được đến. Tương tỳ tiên lắc đầu, đối lữ thiếu khanh nói, một công tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không đế cho ta thất vọng. Một đường tiếp xúc đến nay, Lữ Thiếu Khanh cho tương ti tiên quá nhiều vui mừng. Rất nhiều chuyện vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Chính như gia gia của nàng lời nói, mười phần đặc biệt. Muốn nói ở trong sân ai có thể đem hắc cầu thu lại, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, nàng nghĩ không ra người khác. Tương ti tiên đối Lữ Thiếu Khanh tính nhiệm chăng những để giận khuyết lại một lân tan nát cõi lòng, cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm cô, cô nàng này làm sao? Đối ta có lòng tin như vậy đâu bất quá trải qua tương tí tiên nhắc nhở lữ thiếu khanh cũng kịp phản ứng vừa rồi hắn sợ cầm cầu sẽ bị tế thần truy sát nhưng mã dưới mắt tế thần cũng hứa xuống một thắt liền dứt tới ở chỗ này tất cả mọi người rất nguy hiểm chẳng bằng cảm trước cầu chạy nửa đường lại mất đi bởi như vậy an toàn thật to có tăng lên nghĩ minh bạch về sau lữ thiếu khanh thử thăm dò hỏi một câu tương quỳ lão đầu ta cm ngươi không có ý kiến a tương quỳ nhắm mắt không có ngăn trở y tứ lữ thiếu khanh liền tới đến hắc mặt cầu trước chuẩn bị thử một lần. Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bình tình dáng vẻ, tựa như trần ngập tự tin, để trong lòng của hắn càng phát ra ghen ghét, hắn hừ một tiếng, đối tương ti tiên nói, đại. Tiểu thư, đừng đem hy vọng kỳ thác ở trên người hắn, tất cả mọi người làm không được sự tình, hắn làm sao có thể làm được. Nhưng mà giận khuyết vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được khóe mắt liếc qua lóe lên, hắn vội vàng quay đâu nhìn lại, lập tức ngây dại. Tòa kia màu đen cầu biến mất không thấy gì nữa. Tương Tỳ tiên cao hứng trở lại, một công tử, ngươi quả nhiên có thế đem cầu thu lại. Những người khác cũng giật mình, liên liên tương quỳ cũng không nhịn được mở to mắt, ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Cái này hỗn đảng tiểu tử, thật làm được. Giận khuyết thì kém chút đem tóc của mình cho giật, hỗn đảng A, lại để cho hãng tại đại tiểu thư trước mặt ra danh tiếng. Trong lòng ghen ti và chua chua thì khỏi nói. Lữ thiếu khanh hắc hắc đến đều tương quỳ trước mặt, tốt, lão đầu, có thể đi rồi sao? Đi. Tương quỳ nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Có thể đi tới chỗ nào gì? thế giới này đều ở tế thần chướng khống phía dưới nó nanh vuốt trải rộng toàn bộ thế giới bắc mạc đã bị thánh địa khóa kín không cách nào rời đi nơi này một câu cũng coi là để lữ thiếu khanh minh bạch tương quỳ vì cái gì không tự xưng thánh tộc người cũng đối thánh địa có lớn như vậy dịp y nguyên lai là con rơi lữ thiếu khanh biểu môi chỉ là phong tỏa chỉ địa muốn ly khai còn không đơn giản hắn có xuyên giới bàn chỗ nào không thể di tương quỳ không có kinh ngạc lữ thiếu khanh có rời đi thủ đoạn mà là hỏi ngược một câu ngươi có thể đem tất cả mọi người mang đi. Lữ thiếu khanh minh bạch, mắng, hắn a, à, ngươi nhớ mọi người cùng nhau đi. Hiện thực sao? Ta đem cầu trả lại cho ngươi, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ chết gì. Tức giận bất bình lữ thiếu khanh định đem cầu lấy ra, nhưng mà hắn rất nhanh liền ngây dại. Tiếp lấy lộ ra muốn khóc biểu lộ, câu, không lấy ra được. Chương 1062, họa phong lại không bình thường. Đám người ngây ngẩn cả người, tiêu y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, không bỏ ra nổi tới là có y tứ gì? Chính là không bỏ ra nổi tới. Lữ Thiếu Khanh đi phẫn, còn có cái gì y tứ? Sắc mặt của mọi người cố quái. Kế ngôn thậm chí hơi nhếch khóe môi lên một cái. Quả nhiên, cả sống còn phải là sư đệ của mình. Luôn luôn như vậy xuất kỹ bất y. Giận khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi sẽ không phải nghĩ đến đem tham ô a. À. Ta tham ô ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh đối giận khuyết chửi ầm lên, cái này phá cầu, ai muốn ai cầm đi, ngươi cho rằng ta muốn nó có thể đáng bao nhiêu linh thạch nguy hiếm như vậy đồ vật ta muốn nó làm gì dẫn quyết không tin hẳn vẫn như cũ cho rằng lữ thiếu khanh có khác một đường vậy ngươi nguyện y thu lại minh biết rõ nguy hiểm sẽ còn đi làm cái này không giống cách làm người của ngươi mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng dẫn quyết đối lữ thiếu khanh làm người đã có khắc sâu nhận biết ta nửa đường ném đi không được sao hắn a à, hiện tại không mất được rồi lữ thiếu khanh hiện tại rất hoảng hoảng đến muốn khóc nèm không xong liền cả một đời y lại hắn trong những chứa đồ, mang ý nghĩa hắn là tế thân con mồi sẽ bị tế thân truy sát cả một đời. Hóa thần hậu kỳ tồn tại a ngẫm lại đều đáng sợ. Chính mình đại sư huynh vừa trở thành hóa thần, phải rất dài một đoạn thời gian mới có thể đánh thẳng được tế thần. Là sườn núi cầu đang làm trò quỷ vẫn là ma quỷ tiếu đệ đang làm trò quỷ. Lữ thiếu khanh trong lòng gầm thép, cái này hỏa phong liền không thể bình thường một chút sao? Lớn như vậy gặp qua nhét không tiến trữ vật giới chỉ đồ vật, liền chưa thấy qua từ trong giới chỉ không bỏ ra nổi tới đồ vật. Hôm nay làm sao để hẳn gặp? Lữ thiếu khanh hận không thể hiện tại liền vào xem là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem lữ thiếu khanh hận không thể đập trữ vật giới chỉ dáng vẻ, đám người im lặng. Tương quỳ trong lòng huyết khí lăn lộn, không cách nào tiếp tục nhả mắt tình tọa. Không tĩnh tâm được. Hỗn đảng tiểu tử, thế mà đánh lấy dạng này chủ y. Tương quỳ gầm thét, tiểu tử, ngươi nghĩ nửa đường ném đi. Gặp qua phản cốt, liền chưa thấy qua như thế phản cốt. Hèn hạ vô sĩ tiểu hỗn đảng. Lữ thiếu khanh cười ha ha một tiếng, lúc này phủ nhận, nào có, ta là lừa hắn. Nhưng là cười, cười, hắn lại muốn khóc, cái này sườn núi cầu ta thật không bỏ ra nổi tới. Không bỏ ra nổi đến, chẳng lẽ muốn mang ở trên người cả một đời sao? Tương quỳ lạnh lùng nói, đem ngươi trữ vật giới chỉ giao cho ta, ta đến đảm bảo. Ngươi nghĩ hay lầm. Cái này trữ vật giới chỉ là lữ thiếu khanh chỗ dựa lớn nhất, đừng nói tương quỳ, liền xem như thiều thừa tới đều không được tương quỷ cũng không rõ rằng trữ vật giới chỉ đối lữ thiếu khanh tâm quan trọng hắn nói ta có thể cho ngươi tốt hơn ngươi những cái kia phá giới chỉ cũng đừng cùng ta dựng lên lữ thiếu khanh là ăn ngay nói thật trong tay hẳn cái này mai những trữ vật một khi lộ ra ánh sáng tuyệt đối sẽ gây nên thiên hạ tất cả mọi người điên cuồng trong thiên hạ cái khác trữ vật giới chỉ cùng hắn không so được đây là thế gian duy nhất không cho tương quỷ nhíu mày làm sao muốn cướp sao Lữ Thiếu Khanh đứng ở kế ngôn bên người, cười lên, muốn hay không đánh một trận. Bất quá tương quỷ cũng không phải là muốn đánh nhau, hắn cười ha ha, hỏi, coi là thật không bỏ ra nổi đến. Lữ Thiếu Khanh Tiếu Dung biến mất, lại muốn khóc. Hắc cầu bị chính mình cầm chính là một viên không định giờ bom, cái gì thời điểm phát nổ đều không biết rõ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh buồn khổ biểu lộ, tương quỷ cười đến càng vui vẻ, tự hồ trẻ mấy tuổi, hắn nói, ngươi giữ gìn kỹ. Đã Lữ Thiếu Khanh có thể đem hắc cầu thu lại, tương quỷ cũng không có ý định để lữ thiếu khanh giao ra. Thu tại trữ vật giới chỉ bên trong xa so với đặt ở bên ngoài an toàn. Mà lại, hẳn hiện tại cũng không có biện pháp cưỡng cầu lữ thiếu khanh giao ra. Từ lữ thiếu khanh mang theo, cản hợp tâm y của hắn. Đi, lữ thiếu khanh đối kế ngôn nói, chúng ta bây giờ liền đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lão đầu dám ngăn trở, liền liều mạng với hắn. Lưu tại nơi này chờ tế thần thượng cửa tuyệt đối là ngu xuống nhất cách làm. Đến chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chạy trước xa các loại trở về lại nghĩ biện pháp giải quyết tương quỷ không có phản đối ngược lại đông y lữ thiếu khanh cách làm các ngươi xác thực muốn ly khai các ngươi dự định như thế nào ly khai lão đầu ngươi đang đánh cái gì chủ y xấu lữ thiếu khanh ánh mắt bất thiện nhìn chảm chầm tương quỷ các ngươi tốt nhất trở lại hàng tình di tìm thánh địa thánh địa hơn cao thủ chính như hỗn đảng tiểu tử lời nói trời sập có người cao đỉnh lấy thánh địa cao lão nhiều để bọn hẳn đỉnh lấy đi ta cũng mệt mỏi minh bạch hòa thủy đông dân. Lữ thiếu khanh lúc này đối tương quỷ lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới a, à, người lão nhân này tâm tư cũng hư hỏng như vậy. Không nghĩ tới, thế mà cùng ta là đồng loại. Cách không được vừa thấy mặt liền nhìn hắn khó chịu. Nguyên lai là đồng loại chỏi nhau. Giận khuyết lúc này hét lớn, hỗn đảng, không được đối đại trưởng lão vô lẽ. Đồng thời vụng trộn nhìn tương tỳ tiên một chút, đại tiểu thư, hắn nói như vậy gia gia ngươi, ngươi còn có thể nhẫn. Lữ thiếu khanh kinh bi, nghe không hiểu tiếng người sao ta đây là tại khen ngợi hẳn. Sau đồ lữ thiếu khanh đối tương quỷ nói, ta muốn đi các ngươi trong miệng trong thế giới. Cách nơi này có bao xa? Tương quỷ nhân nhạc nói, không ngủ không nghỉ, phi hành hết tốc lực, 3 tháng. Nhưng là trong thế giới là tế thần địa bản, ngươi đấm đi, tất nhiên sẽ bị tế thần phát hiện. Không có việc gì, lữ thiếu khanh đối tương quỷ nói, các ngươi ở chỗ này hấp dẫn tế thần lực chú y, nhóm chúng ta thừa cơ ly khai. Có thể. Tương quỷ vẫn là không có cự tuyệt. Tất cả mọi người là người thông minh, giảm ba câu liền đem sự tình cho thương lượng xong. Lữ Thiếu Khanh là nghĩ đến trời đi nơi này, không muốn trực tiếp đối mặt Tế thần. Trở lại 13 châu, đến thời điểm Tế thần tới, tự nhiên có cái khác cao thủ tới đối phó Tế thần. Tương Quỷ cũng là nghĩ lấy Lữ Thiếu Khanh đem Khoai Lang bóng tay mang di. Từ Dương Di thượng nhân trong miệng biết rõ Hắc cầu lai lịch, trách nhiệm quá lớn, Tương Quỳ gánh vác không dậy nổi. Để Lữ Thiếu Khanh mang đi, khiến người khác đến giải quyết, không còn gì tốt hơn. Vừa rồi Hắc cầu không cách nào mang đi, hắn đã làm tốt liêu mạng một lần cùng tế thần đồng quy vu tận dự định. Hiện tại hắc cầu có thể bị mang đi, không có ý nghĩa hy sinh cũng không cần phải. Tương quỷ đối lữ thiếu khanh nói, các ngươi đi thôi, nhưng ta muốn ngươi cam đoan sẽ không đem cầu lưu tại thế giới này. Ta thề. Lữ thiếu khanh rất phối hợp, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Nhất thời hồi lâu cũng không bỏ ra nối đến, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là vương đạo. Phát xong thê về sau, Lữ Thiếu Khanh lập tức xoay người rời đi, đồng thời thức dục kế ngôn cùng tiêu vê, đi, đi nhanh lên, tế thần không chừng sau một khắc liền đến. Nhưng mà hắn vừa dứt, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Chương 1063, mới hóa thần quái vật. Cường đại khí tức như là mây đen, che khuất bầu trời, cho người ta mang đến áp lực cường đại. Trống. Tất cả quái vật đối một cái phương hướng lớn tiếng gào thét, tự hồ là đang hoan nghênh vua của bọn chúng đến. Tế thần sao? Lữ thiếu khanh giật nảy mình, muốn khóc, nói thế nào tới thì tới đồng thời không quên bản thân chúc phúc, ta chúc ta một năm mười cái mục tiêu nhỏ. Lão đầu ngươi nhanh đi ngăn lại nó, nhóm chúng ta chạy trước là kính. Nhưng mà tương quỳ lại sắc mặt khó coi, đây không phải tế thần khí tức. Hắn cùng tế thần giao thủ qua mấy lần, quen thuộc tế thần khí tức, đây không phải tế thần đích thân tới. Còn có khắc hóa thần quái vật. Tương ti tiên bọn người hải nhiên, mặt lộ vẻ kinh hoảng. Trước kia tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ là gần nhất mới xuất hiện sao? thí thần tổ chức thành lập mới bắt đầu mục đích đúng là đối phó tế thần, thí thần, thí thần, thí chính là tế thần. Quái vật mặc dù nhiều, nhưng hóa thần cảnh giới quái vật chỉ có một cái, chính là tế thần. Mặc dù rất mạnh, nhưng ít ra không để cho thí thần tổ chức trên dưới sợ hãi. Tương quỳ có lẽ so tế thần yếu một ít, chí ít có thể chống đỡ được tế thần, bảo vệ được thí thần tổ chức. Nhưng mã quái vật lại nhiều một cái hóa thần quái vật, đối với thí thần tổ chức mà nói, không thể nghĩ ngờ là thiên đại tai nạn đáng chết nhân loại, đến nhận lấy cái chết. Một đạo thần niệm xẹt qua, truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, thiên địa biến sắc. Lạnh lẽo sát y để đám người cảm thấy như là một cô gió lạnh xẹt qua, để bọn hắn lạnh cả người, tựa như đặt mình vào hầm băng. Lữ thiếu khanh tê cả da đầu, ta đi ngươi đại gia. Nhanh như vậy liền đến sao? Kế ngôn tỉnh thần tỉnh táo, ánh mắt nhấp nháy, đấu chí đi lên. Đến hay lắm. Kế ngôn vừa bước vào hóa thần, còn không có thực chiến qua, hiện tại có địch nhân đưa tới cửa, vừa vặn hần có thể thử một chút thực lực của mình như thế nào đến hay lắm lữ thiếu khanh kém chút liền muốn chửi ầm lên hẳn khó chịu trừng mắt kế ngôn có biết nói chuyện hay không đây là hóa thần ngươi cho rằng là a miu a cẩu sao ngươi biết không biết rõ nó là tới tiền ta quái vật xuất hiện tiêu y nhìn thấy quái vật về sau thấp giọng kinh hô đây là nhân loại sao một cái diện mục dữ tận cao lớn nam nhân bộ dáng tản ra đáng sợ khí tức đăng đăng sát khí hắn người mặc màu đen khô giáp mà một thân màu đen khôi giáp tựa như là từ trong thân thế của hắn mọc ra, nghiêm mật khâu lại. Trong đó làm người khác chú ý nhất không ai qua được tay phải của hắn, chỉ còn lại có nửa bên thủ trưởng. Lữ thiếu khanh rụt cổ một cái, đây là khe hở đóng lại thời điểm, cắt chém rơi thủ trưởng. Xem ra tại đại đạo quy tắc phía dưới, cho dù quái vật là hóa thần cảnh giới cũng không cách nào đoạn chương trùng sinh. Quái vật xuất hiện về sau, hừ lạnh một tiếng, tại chiến dấu thí thần tổ chức người nhao nhao thổ huyết, thậm chí có mấy cái cự ly gần một điểm người trực tiếp bảo thế mà chết. Tương Quỳ không thể không xuất thủ bảo vệ những người khác. Tương Quỳ cùng quái vật cách không đối bính một cái. Bảnh. Một tiếng tiếng vang nặng nề trên không trung vang lên, tựa như âm bạo, một cổ lực lượng vô hình hướng về chu vi khuếch tán. Xa xa núi rừng lập tức nổi lên gió lốc, vô số cây cối tại cổ lực lượng này xung kích phía dưới bị tung bay. Phản đạo giả đại trưởng lão. Nam nhân lạnh lùng nhìn xem Tương Quỳ, ánh mắt băng lãnh, không tình cảm chút nào. Ngươi là ai? Tương Quỷ phát giác được quái vật thực lực, hóa thần sơ kỳ, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói đã là một cái đối thủ khó dây dưa. Ta là ai như người loại này đê tiện nhân loại không xứng biết rõ. Nam nhân thần niệm bên trong tràn đầy cao ngạo. Cho dù trước mắt tương quỷ là hóa thần, nhưng hắn nhìn xem tương quỷ ánh mắt tựa như nhìn xem sâu kiến đông dạng. Tương quỷ sắc mặt cũng khó nhìn, hắn hừ lạnh một tiếng, tế thần không dám tới, phái như người loại này nanh vuốt đi tìm cái chết. Lệnh nhân loại có thể tưởng tượng. Nam nhân nghe vậy, nhìn không được lộ ra cười lạnh, nanh vuốt ta cao quy há lại như ngươi loại này đề. Sau đó dứt khoát không thêm để y tương quỳ, mà là ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng rơi xuống lữ thiếu khanh trên thân. Hắn nhìn thấy lữ thiếu khanh về sau, hắn ánh mắt đột nhiên co vào, tất cả mọi người phát giác được sát khí của hắn tăng vọt. Đáng chết nhân loại, đem đồ vật giao ra. Nam nhân phẫn nộ gào thét, sát y nghiêm nghị, thân ảnh chớp động, đối lữ thiếu khanh bố nhào mà xuống. Thân mang hắc giáp hắn như là một đạo màu đen tiếng điện rơi xuống, tiếng thét vang vọng thiên địa, nhấc lên trận trận phong bạo, xem ra tựa hồ là hận không thế đem lữ thiếu. Khanh chém thành muôn mảnh. Ken. Một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, một đạo sáng chói kiếm quang, phóng lên tận trời. Kiểm quan sắc bén đến cực điểm, như là khai thiên tích địa một đạo ánh sáng, tê liệt thiên địa. Đáng sợ kiếm khí, làm cho nam nhân không thế không tránh đi, hắn một lần nữa trở lại trên trời, lạnh lùng nhìn xem kế ngôn. Phát giác được kế ngôn đáng sợ, nam nhân lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hóa thân. Lữ thiếu khanh kêu gào nhà ai không có hóa thần. Đầu năm nay, không có cái hóa thân đều không có y tứ ra lăn lộn. Đừng túng, lại túng đem ngươi chó đầu óc đều đánh ra tới. Nam nhân trong con mắt mang theo kiên kỵ, vốn cho rằng phản đạo giả bên trong chỉ có một cái hóa thần. Bất quá phát giác được kế ngôn trên người khí tức, hắn cười, một cái vừa đột phá hóa thần, cũng dám ở trước mặt ta cùng vọng. Cổ thân thể này hạn chế thực lực của ta, chỉ có thể phát huy ra ta một phần ngàn tỷ thực lực, nhưng là chỉ là hóa thần tầng hai cảnh giới cũng đầy đủ nghiền chết ngươi cái này không biết rõ trời cao đất rộng sâu kiến. Kế ngôn biểu lộ lạnh nhạt, kiếm chỉ nam nhân, không nói lời nào, nhưng là khiêu chiến chỉ y mười rõ ràng hiến. Quản ngươi cảnh giới gì, mạnh hơn hắn là được rồi. Không biết sống chết. Nam nhân giận quá, kinh miệt thái độ đủ để cho hắn muốn đem kế ngôn chém thành muôn mảnh. Ngay tại nam nhân sắp xuất thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh hét lại, chậm rãi, ta có mấy câu muốn nói. Lữ Thiếu Khanh dĩ vào kế ngôn bên người, trên dưới đánh giá nam nhân một phen, ta không có đắc tội qua ngươi đi làm sao vừa thấy mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, coi. Như người là quái vật, nhưng ngươi là một cái cao cấp quái vật, có thể hay không giảng điểm lễ nghĩa liêm sĩ hai. Tiên lễ hậu binh biết hay không? Giống như ta vậy, thật dễ nói chuyện. Tương quỳ khóe miệng co giật, cái này hỗn đảng tiểu tử là cố y, vẫn là vốn chính là ngớ ngẩn. Tương tỷ tiên mấy người cũng mười phần im lặng, đại ca, ngươi không bằng xem hắn thủ trưởng. Chỉ còn lại nửa bên, nhìn xem ngón tay cũng chỉ còn lại hai cây, thuộc về tàn tật nhân sĩ ngươi nói muốn hay không giết chết ngươi. Nam nhân nghe vậy, độ khí kia là ức không ngừng ra bên ngoài bốc lên, vô sĩ nhân loại, đem đồ vật giao ra, ta lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh cũng kêu lên, để ngươi thật để nói chuyện, ngươi dạng này thái độ không giống thật dễ nói chuyện thái độ. Không phải liền là ngươi thủ trưởng đoạn mất sao? Bao lớn chút chuyện? Đáng giá như vậy sao? Đồ vật ta không lấy ra được, không bằng ta hướng ngươi nói lời xin lỗi gì? Chương 1064, Quái vật cũng không có lễ nghỉ trên lớp sao?" Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, chăm chú đối với nam nhân đạo, "Thật xin lỗi, lần sau cam đoan sẽ không." "Ai, không có biện pháp, ai bảo đối phương là hóa thần đâu?" Mặc dù sư huynh cũng là hóa thần, bất quá đánh nhau thắng bại không nhất định. Chỉ có ủy quốc chính ta, cúi đầu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tương tỷ tiên bọn người cản thêm bó tay rồi. "Đại ca, ngươi cho rằng nói lời xin lỗi là được rồi sao?" "Đừng nói hắn là quái vật, liên xem như nhân loại cũng sẽ không đồng ý a." À. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nam nhân lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là, hắn lại đề ép lửa giận, cười lạnh, ngươi cho rằng ta là vì cổ này phế vật thân thể mà đến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi muốn đồ vật ta không có biện pháp cho ngươi, ta không bỏ ra nối tới. Ta không có nói láo, thật, ngươi nhìn ta chân thành hai mắt, ta chưa từng gạt người. Nam nhân cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ gào thét, đi chết. Hắn lười nhát cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Ở một bên chờ kế ngôn trước tiên xuất thủ, ngăn trở hắn nam nhân mặc dù là bề ngoài nhân loại bộ đáng trên bản chất hắn chính là quái vật tốc độ nhục thân đều đạt đến cực hạn thân ảnh lóc lên đi vào kế ngôn trước mặt đối kế ngôn chính là một quyền oanh to lớn tiếng oanh minh như là một quyền đánh xuyên qua thiên địa khí kình bộc phát trung chuyến trời đất ở trước mặt hẳn không gian tạo nên gợn sóng nhỏ bé vết nứt không gian không ngừng tràn ngập ôm đáp lại hắn là kế ngôn một kiếm kiếm quan sáng lên băng lãnh mũi kiếm thế không thể đỡ Phốt máu đen vẩy ra, nam nhân thân ảnh nhanh chóng thối lui. Hắn cúi đầu chính nhìn xem trên mu bàn tay vết thương, thật dài vết thương như là xấu xí nguyễn trùng treo ở phía trên, huyết dịch chảy ngang. Nam nhân trên mặt lộ ra khó có thể tinh thần sắc. Mặc dù không phải hắn lúc đầu thân thể, nhưng là cỏ thân thể này cũng không phải phố thông thân thể, dục thân có bao nhiêu cường đại hẳn 10 phần rõ ràng. Có thể nói, cho dù là ngũ phẩm pháp khí cũng không thể ở trên người lưu lại vết thương, chớ đừng nói chỉ là làm bị thương hẳn. Một hiệp, hẳn liền bị bị thương tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hắn nhìn chầm chầm kế ngôn ánh mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Vô tận sát y để cặp mắt của hắn triệt để trở nên đỏ bừng. Mà kế ngôn trường kiếm chỉ phía xa lấy hắn, nhíu mày, liên chút thực lực ấy. Nhìn như vậy, cũng không tính rất mạnh. Nam nhân toàn thân đều đang run rẩy. Đáng chết. Ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi linh hồn kêu trên vạn năm. Nam nhân gào thét, mặc dù là hình người, nhưng bây giờ dáng vẻ phẫn nộ như là quái vật đồng dạng để cho người ta đáng sợ trên thân nam nhân lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng lực lượng cường hãn để huyền thổ thế giới chấn động kinh khủng tuyệt luân làm vỡ nát không gian chung quanh kế ngôn trong mắt lộ ra hài lòng ánh mắt hắn lần nữa xuất kiếm màu trắng kiếm quan cùng ánh sáng màu đen va chạm tượng trưng cho quan mang cùng âm thầm va chạm mỗi một lần va chạm đều để huyền thổ thế giới chấn động tiếng oanh minh bên tai không dứt thương khung chấn động vô số hư không khe hở xuất hiện hư không phong bạo không ngừng đánh thăng vào thế giới này tại hai người chiến đấu phía dưới huyền thố thế giới mặt đất không ngừng băng liệt, hỏa hồng dung nham lăn lộn bản ra. Đại địa vỡ ra, trên trời sấm sét vang dội, cùng phong gào thét, một mảnh tận thế cảnh tượng. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y chạy đến tương quỳ bên này, chạy về đến về sau, nói thâm, thật sự là quá không nói. Quái vật bên kia cũng không có lễ nghị trên lớp sao? Thật là, sau đó còn lắc đầu, mười phần tiếc hận nói, chiến tranh không ngừng, làm trễ nải tỉnh thần vấn minh kiến thiết. Tương quỷ. Tê không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn rất muốn hỏi hỏi, lữ thiếu khanh đến cùng là ăn cái gì lớn lên võ luận là ai bất luận là nhân loại hay là quái vật đều có thể bị lữ thiếu khanh tức giận đến muốn tại chỗ bạo tạc tương ti tiên mấy người cũng là mười phần im lặng tả điệp nói thầm nguyên lai là không sợ hóa thần a dám cùng đại trưởng lão cứng rắn đòn khiên không chỉ là có ác chủ bài có hậu thủ nguyên nhân Cả nhiều là lữ thiếu khanh tính cách không sợ trời không sợ đất lữ thiếu khanh nghe được tả điệp nói thăm lúc này nghiêm túc uống nắng cô nàng chớ có nói hư nói vượng a con người của ta sợ nhất chính là hóa thần đồng thời tôn kính nhất cũng là hóa thần tôn kính hóa thần đám người nhịn không được trợn trắng mắt ngươi làm nhóm chúng ta mù sao giận khuyết nhịn không được mở mắt nói lời bịa đặt ngươi có muốn hay không mặc ngươi đây là y gì lữ thiếu khanh bất mãn ta có nói láo sao ta một mực lo liệu lấy có chuyện hảo hảo nói ta nhưng không có trước động thủ trước động thủ đều là người khác chưa hết lữ thiếu khanh còn hướng tương quỳ chen chấp mắt đúng không đại trưởng lão hử Tương Quỳ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua nơi xa chiến đấu hai người, cho mày, lộ ra lo lắng. Nhiều địch nhân một vị hóa thần, mà cái này chỉ là một vị, nếu như còn có vị thứ hai, thứ ba vị đâu. Ngàn năm thời gian, hần mặc dù mở rộng đến thí thần tổ chức, nhưng mà cấp cao chiến lực chỉ có một mình hắn. Quái vật tại ngàn năm thời gian bên trong, cấp cao chiến lực, hóa thần cấp bậc quái vật đã không chỉ tế thân một cái. Thế giới này, đã đến mặt lộ sao. Tương Quỳ thật sâu thở dài, nhưng sau đó ánh mắt trở nên kiên định, đối lữ thiếu khanh nói, tiếu tử, một khi sư huynh của ngươi bại, các ngươi lập tức ly khai. Có bao xa liên chạy bao xa, nhất định phải ly khai thế giới này. Đột nhiên lên căng đặng, lữ thiếu khanh ngạc nhiên, nghĩ ngờ đánh giá tương quỳ, ngươi muốn làm gì? Họa thủy đông dẫn, ngươi dẫn ta đến trên thân đến. Nghĩ đến để cho ta đem cầu mang đi, để tế thần truy sát ta. Để cho ta giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực. Lữ thiếu khanh chỉ vào tương quỳ, ngón tay run rẩy, vạn phần bi phẫn, ngươi còn có phải hay không người? ngươi có thể hay không có chút lương tâm? Ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy sao? Tương quỷ nhịn không được, hung hăng một bàn tay quất tới, hận không thế một bàn tay quất chết cái này nói hô nói vượng tiếu hỗn đảng. Ta giúp ngươi ngăn trở quái vật, ngươi mang theo cầu ly khai thế giới này. Tương quỳ cơ hồ là gào thét nói câu nói này, trong giọng nói mang theo anh liệt, tự hồ dự định cho dù hy sinh chính mình cũng muốn yếm hộ lữ thiếu khanh bọn hắn ly khai. Lữ thiếu khanh khẽ giật mình, cảm nhận được tương quỷ quyết tâm, trầm mặt hai cái hô hấp, sau đó mỉm cười. Tốt a, à? đến thời điểm không cần ngươi nói, ta cũng lập tức ly khai. Tương Quỳ có thể là một cái người vĩ đại, nguyện y vì nhân loại hy sinh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không có như vậy vĩ đại, hắn là một cái người ích kỷ. Lữ Thiếu Khanh đáp ứng sản khoái như vậy, lại đế cho Tương Quỳ trong lòng khó chịu, cái này hỗn đảng tiếu tử. Hừ, đến thời điểm ngươi nếu là thất thủ, ta làm quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh xem thường, đến thời điểm lại nói. Hiện tại trước xem kịch. Chương 1065, đánh chết hắn hắn là người gian xem kịch đối với lữ thiếu khanh lời này tương quỳ càng thêm bất mãn hắn nhíu mày nghiêm khắc quát lớn đây không phải trò đùa thất bại sẽ chết người đấy thất bại thế giới này cũng liền xong thế giới này nhân loại sẽ trở thành súc sinh đồng dạng bị nuôi nhốt tương quỳ hắn lưu tại nơi này một mực hy vọng đánh bại tế thần tiêu diệt quái vật chính là muốn còn nhân loại một cái sáng sủa thái bình để bị nô dịch nhân loại một lần nữa làm người hồi một cái tế thần đã đủ khó đối phó lại đến thêm một cái hóa thần quái vật nhóm chúng ta căn bản không có phần thắng lữ thiếu khanh ra hiệu tương quỳ không cần kích động yên tâm đi ta sư huynh chơi được nam nhân kia mặc dù là là hóa thân nhưng cũng bất quá là tầng hai cảnh giới so với kế ngôn chỉ là cao một tầng mà thôi đối kế ngôn mà nói đối thủ như vậy chỉ là có chút mạnh mà thôi làm nổi không đám người không tin cái này thế nhưng là hóa thần quái vật so sư huynh của ngươi mạnh hơn nhiều sư huynh của ngươi bất quá là vừa mới đột phá không chừng còn không có triệt để củng cố tốt hóa thần cảnh giới. Khoác lá. Giận khuyết nhịn không được lạnh lùng khinh bị, bởi vì tương tỳ tiên, hắn mười phần khó chịu lữ thiếu khanh, vạn nhất thua, ngươi còn phải vì hắn nhặt xác. Bất quá cái quái vật này hung ác như thế tàn bạo, có lẽ liền một bộ toàn thay đều không có. Tri kỷ tiểu sư muội lúc này không vui. Tiêu y đi theo lữ thiếu khanh bên người, làm cái ngoan ngoãn sư muội, nghe nhiều nhiều học ít nói chuyện. Đặc biệt là lữ thiếu khanh cùng hóa thần đối thoại, đem hóa thần tức giận tới mức dơ chân, để tiêu vê thấy sùng bái không thôi, chăm chú chuyên tâm học tập. Không nghĩ tới lại có thế có người đang chủ yếu nàng đại sư huynh, thân là sư muội đương nhiên không thể nhịn. Tiêu vê chống nạnh nhìn hãm hãm giận khuyết, đối giận khuyết giận phun, chó bên trong miệng nhã không ra tiếng người tới gia hỏa, ngươi tại chó sủa cái gì? Ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi cũng xứng đối ta đại sư huynh chỉ rõ. Hạ trùng không thể ngữ băng, huệ cô không biết xuân thu, không có điểm kiến thức hình người dáng người chó gia hỏa. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm đầu khe hở chui vào, miễn cho ra mất mặt xấu hổ. Dận quyết bị phun ngây ngẩn cả người, sau đó giận tím mặt, xuống nha đầu, ngươi nói cái gì? Nói chính là ngươi cái này trên mí mắt nhìn xem mí mắt, ánh mắt thiến cận gia hỏa. Ta đại sư huynh lợi hại, há lại như ngươi loại này tiểu lâu la có thể hiểu được. Dám rủa ta đại sư huynh, nhìn ta không mắng chết ngươi. Xuống nha đầu, ngươi có tin ta hay không thu thập ngươi. Dận quyết bị nói nộ khí thẳng biểu, hắn cùng Tiêu Y so với miệng pháo đến là chênh lệch nhiều lắm. Hắn đầu óc nghĩ đến nhanh bốc khói cũng không nghĩ ra có cái gì tốt nói đến đôi trở về. Chỉ có thế vô năng cuồng nộ, hung tận uy hiếp tiêu vê. Đến A, chả lẽ lại sợ ngươi. Tiêu y tuyệt không sợ hãi, ngược lại đem lòng ngược cưỡng đến mức cao cao, ngươi cái này khu khu nguyên anh cũng dám khiêu chiến tại ta. Có tin ta hay không đánh chết ngươi. Phách lối ngữ khí, cuồng vọng thái độ, để đám người trên người tiêu y thấy được lữ thiếu khanh thân ảnh. Đám người ánh mắt nhìn không được rơi trên người lữ thiếu khanh. Cái này gia hỏa dậy hư mất tiểu bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gõ một cái tiêu y đầu, mãn, không được võ lẻ. Chỉ là Nguyên Anh. Ngươi cũng dám nói. Ai bảo ngươi cuồng vọng như vậy? Ta đi. Trong lòng mọi người liên tục nhả rảnh, ai bảo chính ngươi trong lòng không có điểm so số sao? Tiêu V đắc y quơ đầu, đương nhiên, ta cũng không sợ hắn, ta. Tiêu V đang muốn nói tiếp thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại gõ cửa một cái nàng, ngậm miệng, không được vô lẻ. Tiêu V nghi ngờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái kia gia hỏa đều đang trù yểu đại sư huynh, ngươi không có điểm biểu thị đánh không chết hắn cũng phải mắng chết hắn a à. tiêu v nhịn không được nhắc nhở một câu nhị sư huynh hắn là đang trù yếu đại sư huynh đây lữ thiếu khanh tiếp tục dạy dỗ liền xem như cũng không thể mắng chửi người dòng chúng ta là người có lễ phép tất cả mọi người nghe không nổi nữa ngươi có lễ phép không có nhất lễ phép là ngươi có được hay không nhóm chúng ta muốn tìm người là nhóm chúng ta chủ trì công đạo lữ thiếu khanh chỉ vào giận khuyết đối tương quỳ nói đại trưởng lão đánh chết hãng đây là người giang giận khuyết thổ huyết cái này cái mũ cũng là có thể loạn chụp sao lúc này nối giận hỗn dáng ngươi nói cái gì không phải sao lữ thiếu khanh hỏi lại ta sư huynh dù sao cũng là người một nhà a à? hiện tại đang cùng lấy quái vật chiến đấu nguy hiếm trùng điệp cũng là khó khăn trùng điệp ngươi chăng những không có cổ động cố lên ngược lại ở một bên ước gì ta sư huynh bị quái vật đánh chết nước lạnh ngươi không phải cùng quái vật cùng một bọn ngươi là cái gì sau đó lần nữa đối tương quỷ nói, đại trưởng lão đánh chết hắn, người gian chết không yên lành. Giận quyết cái kia giận A, à, ta không phải y tứ này. Không phải y tứ này là cái gì? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, người bình thường sẽ hy vọng ta sư huynh chiến bại sao. Gây tẩm, giận quyết bị tức đến răng đều nhanh cản nát. Nhưng là hẳn lại nghĩ không ra cái gì tao nói đến phản bác. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục đối tương quỷ nói, người đến là nhóm chúng ta chủ trì công đạo A, à, ta sư huynh đang lưu mạng, lại có người tại sau lưng chú hắn ước gì bị quái vật đánh chết đại trưởng lão ngươi cũng không thể để mọi người thất vọng đau khổ tương quỳ sắc mặt cực kỳ khó coi lữ thiếu khanh một phen để hẳn cũng tự hồ ý thức được chính mình là thật nói sai nhìn xem tương tỷ tiên tả điệp đám người ánh mắt tự hồ có chút không đồng dạng trong lòng của hắn bằng hoàng hắn vội vàng đối tương quỳ nói đại trưởng lão ta không phải y tứ kia kia là mấy cái y tứ lữ thiếu khanh đuổi theo hỏi tương quỳ một mực nhìn phía xa chiến đấu trăm mặt một lát nói hiện tại mọi người hẳn là đoàn kết nhất trí, có mấy lời không thể tùy tiện nói. Mặc dù không có trực tiếp điểm tên phê bình, nhưng cũng coi là nho nhỏ trách cứ một phen giận khuyết. Giận khuyết sắc mặt đỏ bừng, như là bị gia trưởng phê bình, trong lòng ấy nấy không chịu nối, khó chịu đến cực điểm. Lần này mất mặt ném đại phát. Hắn không có lá gan cùng tương quỷ đối nghịch, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận sai lầm, là, là ta nói chuyện không được. Xin lỗi. Tiêu y chỉ vào giận khuyết hô hào, nói nhảm liền nên xin lỗi. Xin lỗi đánh chết giận khuyết cũng không muốn xin lỗi. Ngay tại giận khuyết làm khó thời khắc, tương quỳ lại mở miệng, bất quá nhỏ khuyết nói đến cũng không phải toàn sai. Tiểu tử, sư huynh của ngươi tự hồ không tốt đẹp lắm a. À. Theo tương quỳ dứt lời dưới, xa xa nam nhân gầm lên giận dữ, cứ thế mà đột nhập kiếm quan bên trong, hung hăng đánh trúng kế ngôn. Kế ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thế như là lưu tính đồng dạng xẹt qua chân trời, rơi vào mặt đất. Chương 1066, lại nhìn liền đem mắt chó của ngươi móc ra chỉ bằng ngươi cũng dám mạo phạm ta. Thanh âm của nam nhân truyền khắp huyền thổ thế giới, tràn đầy lãnh khốc. Sâu kiến. Kế ngôn bị đánh trúng, rơi vào mặt đất, rơi vào đại địa trong cái khe, không thấy tâm hơi. Tại hai người chiến đấu phía dưới, huyền thổ thế giới nơi này đã thủng trăm ngàn lỗ, đại địa nổ tung, mặt đất chấn động, xa xa ngọn núi tại chiến đấu tác động đến phía dưới vỡ. Nát, vỡ tan, núi lửa phun trào, dung nham chảy ngang. Trong không khí tràn ngập gây mũi hương vị. Cùng phong gào thét, trên bầu trời gió lốc quét ngang, gào thét trung động, dọa người tâm hồn. Toàn bộ huyền thổ thế giới đã một mảnh tận thế cảnh tượng. Nam nhân tại trên bầu trời phía trên, sau lưng hắc vụ tràn ngập, như là một vị địa ngục quy lai đại ma vương, cho thế giới này mang đến tai nạn cùng tuyệt vọng. Tương quỳ bên này người nhìn thấy kế ngôn bị đánh bay, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, sĩ khí giảm lớn. Trong lòng âm thâm thở dài, quả nhiên không phải là đối thủ. Quái vật nam nhân liếc nhìn một vòng về sau, không có phát hiện kế ngôn khí tức cùng bóng dáng, ánh mắt liên nhìn về phía lữ thiếu khanh bên này. Mặc dù cách rất rất xa, nhưng là nam nhân ánh mắt tựa như quan nhận bắn thăng đến mà tới. Ánh mắt băng lãnh, tàn nhẫn, khát máu, cho tương ti tiên, tiên các loại thí thần tổ chức người áp lực lớn lao, để linh hồn của bọn hẳn nhịn không được trung. Dạng này cường đại đối thủ, bọn hắn không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Thậm chí liền liền đối xem cũng không dám, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn hướng nam nhân vị trí. Thật là đáng sợ, dạng này người, có lẽ chỉ có đại trưởng lão mới có thể ngăn cản được hiện tại cũng chỉ có tương quỷ là những người khác trong lòng sau cùng một đạo an ủi. nhưng mà tương tỳ tiên, tả điệp mấy người lại càng thêm lo lắng. bọn hắn mười phần rõ ràng tương quỷ hiện tại tình trạng bị màu vàng kim thần phạt bổ đến kém chút mất mạng tương quỷ, còn có được bao nhiêu sức chiến đấu đến đánh một vấn đề tương quỷ cũng là áp lực quá lớn, ngay tại hắn muốn làm chút gì thời điểm lữ thiếu khanh thanh âm vang lên nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi mắt chó đều móc ra hóa thần không tâm thường a dù sao cũng là quái vật a à, mắt chó thấy không rõ cái mũi cũng vô ích sao đồng dạng là thần niệm đáp lại cho dù là cách vạn dặm cũng có thế để cho người ta nghe được rõ ràng đám người kinh ngạc cái này gia hỏa quả nhiên là không sợ chết a à. dám như thế nhục mạ một vị hóa thần cứ việc đối phương là địch nhân nhưng là như thế trực tiếp mắng lên quá mức đơn giản thô bạo tương quỳ im lặng trong lòng âm thâm nói xem ra cái này hỗn đảng tiếu tử bình thường đối ta coi như có chút lễ phép muốn chết Xa xa nam nhân gào thét, ta muốn giết ngươi. Đợi chút nữa ngươi không chết lại nói. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp lại một câu. Tự hồ là đang hưởng ứng Lữ Thiếu Khanh, dưới mặt đất một đạo to lớn kiếm quang phóng lên tận trời, đem nam nhân bao phủ. Kiếm minh như long ngâm, kiếm quang như kiêu dương, kiếm y như kia mãnh liệt nhất quang mang, hòa tan hết thảy. Phương viên trong vòng trăm dặm trần ngập phong mang kiếm y, vô luận là cự thạch, vẫn là tảng đá, tại cổ kiếm y này bên trong, nhao nhao vỡ nát, bị giáo sát thành đầy trời bột. Phấn kế ngôn thân ảnh như tìm long xuất quyên, xông lên trời. Tương quỳ bên này người thất kinh. Bị quái vật trực tiếp đánh trúng vào, một chút sự tình đều không có. Cách không được lữ thiếu khanh dám như thế dạng này mắng to nam nhân, nguyên lai like hắn trước kia liền biết rõ kế ngôn sẽ không như thế nhanh liền bại. Chúng người nhìn lấy lữ thiếu khanh ánh mắt có mấy phần phức tạp, cái này gia hỏa đối với hắn sư huynh có lòng tin như vậy sao? Nhìn xem đám người im lặng biểu lộ, tiêu y hắc hắc cười không ngừng, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt một đám chưa thấy qua việc đời gia hỏa hiện tại loại này tình huống đối ta đại sư huynh tới nói chỉ là một cái bình thường thao tác có cái gì tốt ngạc nhiên a à. nên đáng chết thanh âm của nam nhân từ kiếm quan bên trong truyền tới thanh âm tức giận trần ngập vô tận sát y kiếm quan biến mất trên thân nam nhân mảng lớn mảng lớn lân giáp tróc ra lộ ra dữ tận nhưng sợ vết thương máu me đầm đìa máu đen không ngừng chảy ra dòng máu màu đen như là như mưa rơi từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất mặt đất lập tức bị xâm nhiễm màu đen bắt đầu khuếch tán. Tăng đá biến thành màu đen, mất đi kiên cố, cây cối cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, rơi xuống. Ngắn thời gian ngắn bên trong, mảng lớn mảng lớn thổ địa phát ra suy bại khí tức. Kế ngôn một kiếm qua di, không có vội vã xuất thủ, mà là cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn xem nam nhân. Kế ngôn quần áo trên người duy trì chỉnh tê, hoặc nhìn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Bất quá từ kế ngôn sắc mặt tái nhật cùng có chút thở hào hến còn có thể cảm thụ được hắn tình trạng nam nhân cảnh giới mạnh hơn kế ngôn kế ngôn ăn hắn một quyền cũng không khá hơn chút nào đương nhiên những này đối với kế ngôn mà nói đều là việc nhỏ ý chí chiến đấu của hắn càng phát ra càng tăng lên chiến y càng phát ra tăng vọt sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh kế ngôn lạnh nhạt ánh mắt thật sâu đâm nhói nam nhân đáng chết nam nhân đến đầu rất lớn bị một cái nhân loại đánh thành dạng này không nói còn bị người dùng dạng này ánh mắt nhìn xem cái này còn khó chịu hơn là giết hắn sống lâu như vậy bị một cái lâu la đạn này nhìn xem, đây là trần trụi nhục nhã. Đi chết đi. Nam nhân gào thét, thân ảnh lóc lên. Âm ầm. Trước mặt nam nhân không gian bông nhiên vỡ tan, lộ ra màu đen hư không. Phẫn nộ nam nhân nương tựa theo nhục thân băng liệt không gian, cơ hồ là thuẫn di đồng dạng xuất hiện tại kế ngôn trước mặt. Trống. Tự hồ kích phát quái vật tự thân bản năng, một tiếng vô hình gầm thét, nam nhân quyền trái ném ra. Trong tiếng thét gào, không gian chấn động, vô hình ba động như là gợn sóng, từng tầng từng tầng đấy ra chung quanh không ngừng xuất hiện khe hở không gian phía sau hư không như là lông tóc đồng dạng tràn ngập chung quanh nam nhân nắm đấm đập vỡ hư không cũng tự hô muốn đạp nát kế ngôn mang theo vô song cường độ đối kế ngôn hung hăng nện xuống đang một tiếng vang nhỏ hỏa tỉnh tóe lên kế ngôn trường kiếm đâm ra vững vàng đâm trúng nam nhân quyền trái sau đó lại là một tiếng vang nhỏ dòng máu màu đen vấy ra ầm ầm vô hình tiếng ầm ầm vang lên lực lượng cường đại thăng đến kế ngôn mà di. Nhưng là cuối cùng, tại kế ngôn trước mặt lại tựa như gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, không nối lên được hắn một chỗ góc áo. Nam nhân khó có thể tin chính nhìn xem nắm đấm, vô khâu kiếm vững vàng cầm ở nắm đấm của hãng bên trên. Hãng cái này một quyền vô song lực lượng đã đánh phía kế ngôn, nhưng là tại kế ngôn trước mặt cuối cùng tựa như sóng lớn đụng phải đá ngầm, không hề có tác dụng. Vực. Khuôn mặt nam nhân sắc khó coi. Chương 1067, lĩnh vực nam nhân cảm nhận được bên người vô số kiếm y như là trong nước thực nhân ngư đang không ngừng đánh thăng vào hắn phản phất muốn đem hắn cắn xé hầu như không còn cái này thời điểm hắn mới phát hiện tại kế ngôn bên người một trượng cự ly tràn đầy vô số kiếm y giống một tầng bình chướng một mực bảo hộ lấy kế ngôn dảo sát hết thảy tới gần kế ngôn đồ vật nam nhân bước ra trở ra ánh mắt băng lãnh hừ chỉ là một cái đơn giản lĩnh vực cũng dám ở trước mặt ta sử dụng không biết tự lượng sức mình nam nhân giơ tay phải lên nhưng mà nhìn xem chỉ còn lại hai cây ngón tay nhìn xem không vừa mắt còn cảm giác được không tiện trong lòng nam nhân sát y lần nữa tăng vọt nhìn về phía nơi xa lữ thiếu khanh chỗ vị trí hận không thể lập tức tiến lên đem lữ thiếu khanh oanh sát thành cạn bã tấn thăng làm hóa thần thế nội nguyên anh hướng nguyên thần quá độ lình ngộ càng nhiều thiên địa phát tắc có thế lình ngộ ra lĩnh vực lĩnh vực bản thân thế tại trong lĩnh vực chính mình là sáng thế thần là trong lĩnh vực chúa tế có thời điểm hóa thần ở giữa chiến đấu chính là lĩnh vực chiến đấu ai lĩnh ngộ lĩnh vực càng sâu lĩnh ngộ lĩnh vực mạnh hơn ai thì càng dễ dàng thắng lợi nguyên anh tại hóa thần trước mặt cho dù thuấn di tốc độ lại nhanh cũng vô dụng lĩnh vực thi triển nguyên anh tại lĩnh vực bên trong như lâm vào vũng bùn bên trong đừng nói thuấn di liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát mà lĩnh vực lĩnh ngộ có nhanh có chậm kế ngôn vừa bước vào hóa thân cảnh giới liền đã lĩnh ngộ lĩnh vực thiên phú chi đáng sợ cử thế vô song nam nhân đề xuống trong lòng muốn di đánh chết lữ thiếu khanh xúc động đem lực chú y thả lại kế ngôn trên thân đối với hắn mà nói hiện tại kế ngôn là uy hiếp lớn nhất đánh bại tru sát kế ngôn sẽ chậm chậm thu thập cái kia ghê tóm gia hỏa chỉ gặp nam nhân không trọn vẹn tay phải vung lên một cỗ lực lượng vô hình theo ba động khuếch tán mở rộng phạm vi rất lớn như là một cái lưới lớn trong nháy mắt đem kế ngôn bao phủ đi vào nhân nhạc sương mù màu đen bắt đầu tràn ngập thân ảnh thân ảnh trở nên như ẩn như mà theo kế ngôn cảnh vật chung quanh tựa hồ trong nháy mắt biến mất ngay cả âm thanh cũng theo đó cùng một chỗ biến mất hắn giống như tiến vào một thế giới khác chung quanh một mảnh yên tĩnh mà tại trong an tỉnh lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ đây chính là lĩnh vực sao kế ngôn trong lòng thầm nghĩ trước đó hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ vực kiếm y trần ngập bên người hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng bất quá hắn chỉ là lợi dụng để ngăn cản lấy đối thủ tiến công mà bây giờ hắn gặp cái thứ nhất hóa thần địch nhân mà địch nhân nắm trong tay lĩnh vực vừa vặn có thể cho hắn tham khảo một chút đánh lấy học tập chủ y kế ngôn bình tĩnh lại xem chừng cảnh giác đề phòng đồng thời hẳn cũng thi triển chính mình kiểm vực vô số kiếm y như là trung tâm hộ vệ đồng dạng tuần hành ở bên cạnh hẳn một khi có địch tới đánh nhất định hợp nhau tấn công khạch khạch nam nhân thân ảnh đã biến mất tự hồ giấu ở trong hắc vụ hắn tiếng cười đắc y quanh quần tại kế ngôn bên người đê tiện lâu la chịu chết di theo thanh âm của nam nhân vang lên một cổ âm lãnh lực lượng vọt tới tựa như là âm phong đồng dạng thối thổi mạnh thân thể của hắn kế ngôn nhíu mày bên cạnh hắn tuần hành kiếm y không có bất kỳ phản ứng nào, không có phát giác được cõi lực lượng này. Tâm thần khẽ động, có thứ tự tuần hành kiếm y bỗng nhiên giống nghe được công kích kèn lệnh, trong nháy mắt bạo ngược, hướng về chu vi khuếch tán, giết tiếng trong hắc vụ. Nhưng mà một trượng, hai trượng, ba trượng cự ly kế ngôn đều không có phát giác được cái gì. Trong hắc vụ không có vật gì, không có bất cứ động tình gì. Khặt khạch. Phát giác được kế ngôn cử động về sau, hắc vụ bên trong nam nhân cười đến càng thêm đắc y cần rỡ lĩnh vực của ta là thần thức lĩnh vực, há lại như ngươi loại này đê tiện lâu la nhân loại có thể phá giải. Nhận lấy cái chết. Lần nữa hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng giáng lâm. Bang bang. Theo làm cho người chói tai kim thiết vang lên tiếng vang lên, trong hắc vụ xuất hiện xuất hiện một thanh to lớn trường kiếm màu đen, trực chỉ kế ngôn. Trường kiếm miều đen, tản mắt ra sâu kính hàng quan, câu dẫn thiên địa khí thế, tản mắt ra quỷ dị khí tức. Nam nhãn đắc y thanh âm vang lên, khạch khạch, ngươi am hiếu dùng kiếm, ta liên dùng kiếm giết ngươi kế ngôn nhíu mày không nói hai lời hắn tâm thân khẽ động chung quanh kiếm y lần nữa tụ lại hóa thành một cổ đáng sợ kiếm y đâm thẳng trường kiếm màu đen nhưng mà để kế ngôn giật mình là trường kiếm màu đen tựa như hư miếu chỉ vật kiếm y của hắn nhào cách không xuyên thấu mà qua nam nhân cười đến càng thêm vui vẻ tại chói tai trong tiếng cười trường kiếm màu đen tựa như thần long bãi vì đâm thẳng kế ngôn mà tới kế ngôn vô khâu kiếm đâm ra bột phát ra chói mắt kiểm quan hóa thành vô kiên bất tôi kiếm mang nhưng mà cái này một kiếm vẫn như cũ để kế ngôn ăn nhiều giật mình. Trường kiếm màu đen tựa như không có thực thể truyền qua vô khâu kiếm, đâm thằng hắn mà tới. Phốt. Kế ngôn chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh, bất quá bả vai cũng là bị dâm bị thương, tiên huyết vẫy ra. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Kế ngôn sắc mặt hơi đối một chút, đây là thần thức. Thần thức ở trong cơ thể hắn hoành hành bá đạo, tội thành nhờ trại, để vội vàng không kịp chuẩn bị kế ngôn bị thương, một ngụm tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài khạch khạch. Nam nhân đã thương kế ngôn, đắc y cười như điên, đê tiện lâu la nhân loại, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta là địch. Kế ngôn ánh mắt sâu kính nhìn xem chung quanh, nam nhân thân ảnh giấu ở trong hắc vụ, không cách nào tìm được đến hẳn vị trí. Mà nam nhân lĩnh vực lấy thân thức làm chủ, thần thức tại lĩnh vực của hắn bên trong, có thể tại thực thể cùng hư ảo ở giữa biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại lĩnh vực của hắn so với kế ngôn lĩnh vực càng lớn, áp chế kế ngôn, cho kế ngôn tâm thần tạo thành rất lớn áp lực người bình thường đối mặt cổ này áp lực, rất dễ dàng sụp đổ. Bất quá những này đối với kế ngôn mà nói, đều là việc nhỏ, hắn nói tâm kiên cổ, tâm vô bằng vụ, lớn hơn nữa áp lực hắn đều có thể chịu nổi. Nhìn thấy kế ngôn bị chính mình kích thương, nam nhân đắc y cùng tiếu đồng thời, lần nữa xuất thủ. Vẫn như cũ là trường kiếm màu đen, từ hắc vụ bên trong hiến hóa, lần nữa đánh tới. Kế ngôn nhíu mày, nếu là thần thức, vậy cũng chỉ có thể đủ thần thức tới đối phó. Làm kế ngôn thần thức lan tràn ra, Nam nhân phát giác được về sau, cười ha ha, chỉ là thần thức, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tại nam nhân xem ra, kế ngôn thân là một cái kiếm tu, có thực lực như thế, khẳng định đem dạy bộ phận thời gian đều tốn hao tại tu luyện kiếm đạo phía trên, thân thức cái gì? Khẳng định là nhược điểm. Mà lên. Hừ, coi như chuyển tu thần thức cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kế ngôn thần thức trần ngập, gào thét mà ra, kiếm y trùng thiên. Chương 1068, làm hóa thần, liền không thể khí quyển một điểm kế ngôn thần thức bộc phát như là một thanh phong mang trường kiếm lôi cuốn lấy vô tận kiếm y phong mang tất lộ hung hăng đụng phải đánh tới trường kiếm màu đen bảnh trường kiếm màu đen ầm vang vỡ nát một cổ to lớn ba động tại hắc vụ bên trong lăn lộn uy lực khủng bố hướng vẽ chung quanh khuếch tầng a một nam nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin không không có khả năng ngươi người làm sao lại loại công pháp này không không có khả năng âm thanh nam nhân bên trong mang theo kinh hoảng thậm chí là sợ hãi. Giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, làm cho nam nhân thất kinh. Mà thất kinh nam nhân rốt cuộc ấn tàng không ở chính mình thân ảnh. Bắt được nam nhân thân ảnh về sau, kế ngôn không có cùng hắn nói nhảm, cổ tay khẽ đảo, vô khâu kiếm vung ra. Như là một cổ gió mát thổi qua, kiếm quang sáng lên, một đầu màu bạc thần long từ trong kiếm quang xuất hiện, long uy lăng lệ mà bá đạo. Thần long đối nam nhân phát ra một tiếng vô hình gào thét, vung vẩy vuốt rồng, xé rách thương khung, ngút trời mà hạ. Đồng thời, kế ngôn bên người tuần hành kiếm y cũng như tuân lệnh sĩ binh tự hồ tại trong lĩnh vực hiển hóa nhao nhao thẳng hướng nam nhân oanh nam nhãn bên này ở vào trong lúc khiếp sợ đối mặt với kế ngôn tiến công hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản phúc nam nhân cổ tay phải bị kiếm quan chặt đứt nửa cái thủ trưởng hóa thành đây trời huyết nhục bọt trên thân bị hung hăng va chạm vô số vết thương vỡ toan dòng máu màu đen bay múa đầy trời kẻ hn nam nhân lần nữa kêu thảm ngã vào hắc vụ bên trong hắc vụ nhanh chóng tán di, chung quanh cảnh tượng lại xuất hiện. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, vừa rồi kế ngôn phản kích để hắn thụ thương không nhẹ. Cố tay bị chặt đứt, bên hông bị gọt đi một bộ phận, lưu lại vết thương sâu tới xương. Hắn khí tức vẻ oải, suy yếu không phấn chấn, thực lực đại tổn. Mã so với thụ thương, càng làm cho nam nhân hoảng sợ là, hắn vừa mới nhìn đến đồ vật. Thần sắc hắn kinh hoảng, nhìn qua kế ngôn ánh mắt trần đầy hoảng sợ. Thậm chí hồ, thân thể của hắn tại có chút run rẩy, phản phất kế ngôn chính là một cái tuyệt thế đại ma vương ngươi ngươi hẳn chỉ vào kế ngôn rung rấy kế ngôn nhíu mày không minh bạch nam nhân làm sao lại biển thành dạng này không phải mới vừa rất cần rỡ sao kế ngôn trăm mối vẫn không có cách giải nhưng đối với hắn mà nói đã mất đi đấu chí địch nhân để hắn đã mất đi chiến đấu hứng thú kế ngôn kiếm chỉ nam nhân chuẩn bị cùng nam nhân trận chiến cuối cùng đưa nam nhân lên đường nhìn thấy kế ngôn cử động trong mắt nam nhân hiện lên lửa giận nhưng mà nghĩ đến sự tình vừa rồi trong lòng của hắn lại là rung lên, không sinh ra đấu chí. Hắn nói giận gầm lên một tiếng, đối kế ngôn vung tay lên, nông đậm hắc vụ từ trên người hắn phát ra, rất mau dưa chung quanh bao phủ, để phương viên một vùng lâm vào vô. Tận hắc ám. Kế ngôn lúc này trường kiếm vung lên, kiếm quan bộc phát, xông phá hắc vụ. Nhưng mà nam nhân đã biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn phát hiện thời điểm, nam nhân đã thăng hướng lữ thiếu khanh bên kia. Sâu kiến, xấu ta chuyện tốt, đi chết gì. Nam nhân vung tay lên, vô hình ba động khuếch tán, hắc vụ lần nữa tràn ngập, đem lữ thiếu khanh bên nảy tất cả mọi người bao phủ đi vào. Tương quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xem chừng, đây là lĩnh vực. Hắn vội vàng đem đám người bảo vệ. Nhưng mà hắc vụ tràn ngập, nhìn không thấy chung quanh, cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, tựa như tĩnh mịch thế giới. Chúng da đầu rung lên, vô cùng khấn trương, trong lòng sợ hãi không ngừng sinh sôi. Áp lực cường đại đế bọn hần hô hấp dồn đập, nếu như không phải tương quỷ bảo vệ bọn hẳn, trong bọn họ có không ít người khẳng định sẽ bị dọa đến tứ tán chạy trốn tương quỳ ánh mắt tuần sát chu vi không dám khinh thường sâu kiến đem đồ vật giao ra vẫn như cũ là lực lượng cường đại giáng lâm bất quá so với trước đó đã yếu đi rất nhiều nam nhân không để ý đến những người khác lực lượng này thẳng đến lữ thiếu khanh mà đi hắn muốn giết chết cái này ghê tởm nhân loại lữ thiếu khanh cũng là tê cả da đầu nam nhân làm sao lại nhất định phải giết mình đâu hắn lớn tiếng hô hào ta muốn cho ngươi a nhưng là ta không bỏ ra ni tới không bằng dạng này chờ ta lấy ra thời điểm ta lại cho thế nào? mọi người ngồi xuống thật dễ nói chuyện. đi chết! nam nhân phẫn nộ gào thét. ta đều nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? cứ như vậy tiểu khí sao? ly nải nải, các ngươi hóa thần không tầm thường a? À. làm hóa thần, liền không thế khí quyển một điểm. lòng dạ nhỏ mọn, làm cái gì hóa thần? lữ thiếu khanh thanh âm quanh quấn tại hắc vụ bên trong, mặc dù bây giờ rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ để tương tí tiên bọn người nhìn không được sắc mặt run rẩy trong. Lòng điên cung muốn nhả rảnh. Đại ca, hiện tại cái gì tình huống trong lòng không có điểm so số sao? Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn nói như vậy, ngươi là ghét bỏ quái vật không đủ tức giận đúng không? Quả nhiên. Nam nhân nghe được Lữ Thiếu Khanh về sau, càng thêm vô cùng phẫn nộ, đi chết dị. Hắc sắc quan mang lóe lên, một khối cự thạch xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Lữ Thiếu Khanh kinh thân quyết so với kế ngôn càng thêm thuần thục, thần thức càng thêm cường đại. Hắn lập tức phát giác được cự thạch là từ cái gì hợp thành thần thức thế mà thực chất hóa. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thần thức còn có thế dạng này chưa sao? Hắn thần thức thực chất hóa cũng chỉ là có thể tại thức hải bên trong, mà trước mắt cái quái vật này nam nhân lại có loại này bản sự. Bất quá nghĩ đến đây là lĩnh vực, liền bình thường trở lại. Lấy thần thức làm chủ lĩnh vực sao? Thần thức vô hình vô tung, vốn là khó có thế đối phó, lại được đến lĩnh vực tiến một bước tăng cường. Tại trong lĩnh vực hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sở dục, đối với yếu một điểm địch nhân có thế nhẹ nhõm nghiền ép. Tựa như hiện tại, nam nhân tâm thần khẽ động, thần thức liền hóa thành cự thạch, muốn đem hắn nện thành thịt nát. Không tử tế a. À? Lữ thiếu khanh hô to một tiếng. Thần thức nha, ai không có. Lữ thiếu khanh thần thức mãnh liệt mà ra. Làm lữ thiếu khanh thần thức xuất hiện, như là biển lớn mênh mông vô ngân thần thức, nam nhân kinh ngạc. So với nam nhân thần thức, lữ thiếu khanh thần thức tự hồ không có yếu bao nhiêu, đây là tại lĩnh vực gia trì hạ. Nói cách khác, nếu như nam nhân không có lĩnh vực, hắn thần thức không nhất định có thể so với qua được lữ thiếu khanh. Một cái hóa thần thần thức không bằng một cái nguyên anh thần thức. Mở cái gì thiên đạo lớn trò đùa. Nam nhân không tin vào ma quỷ, phẫn nộ gào thét, trên bầu trời cự thạch lần nữa tăng lớn gấp đôi, sau đó hung hăng nện xuống, tựa như thái sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lữ thiếu khanh không dám kinh thường, đối thủ là hóa thần, hắn cơ hồ là điều tập chính mình toàn bộ thần thức, phóng xuất ra, hội tụ thành một đầu dòng sông to lớn, thẳng. Quanh thiên đi lên. Quanh, hai cổ thần thức va chạm lữ thiếu khanh sắc mặt đột nhiên một bên thân hình như là đạn pháo đồng dạng về sau bay ngược trên không trung mảnh phun mấy ngụm lớn tiên huyết đồng thời cách thật xa tương tỳ tiên bọn người bị tác động đến đã kích cường liệt lực để bọn hẳn những này nguyên anh kỳ tu sĩ cùng phúng tiên huyết tại va chạm thời điểm lữ thiếu khanh không có chú ý tới chính là trong tay hân trữ vật giới chỉ bỗng nhiên sáng lên một cái một cổ lực lượng từ trên mặt nhân thoát ly không có vào trong hắc vụ em nam nhân lại là một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng. Ngươi, ngươi cũng thế, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm của nam nhân bên trong để lộ ra vô tận kinh hoảng, các ngươi cùng. Sau một khắc, nam nhân thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa, không, không. Hắc vụ tầng đi, nam nhân thi thể từ phía trên rơi xuống. Chương 1069, hàng lẫm hóa thần. Nam nhân thi thể trùng điệp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, liên đới linh hồn cũng cùng một chỗ chôn vùi đã mất đi khí tức khí thể cũng dần dần lộ ra quái vật bộ dáng thân thể cao lớn nằm trên mặt đất không nhúc nhích máu đen chậm rãi chảy ra đem mặt đất nhiễm thành màu đen tương quỳ bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua lữ thiếu khanh trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin một vị hóa thần cứ như vậy bị lữ thiếu khanh giết chết mở cái gì thiên đạo trò đùa tiêu y thì cao hứng phải bay đi lên vô cùng sùng bái nhị sư huynh ngươi quả nhiên lợi hại hóa thần đều không phải là đối thủ của ngươi tiêu y trong mắt lóe ngôi sao nhỏ sùng bái không thôi. Quái vật gì, cái gì hóa thần, tại nhị sư huynh trước mặt còn không phải ngoan ngoãn bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, xoa xoa khóe miệng tiên huyết, nhìn qua nam nhân thi thể nhíu mày lông mày, hắn cảm giác được có điểm gì là lạ. Hắn mặc dù là dùng thần thức phản kích, nhưng hắn không cảm thấy chính mình thần thức có thể đem nam nhân giết chết. Hắn vuốt vuốt chính mình ngực, quái vật lực phản chấn, để hắn cũng bị thương. Theo đạo ly tới nói, hần cùng nam nhân thần thức không phân trên dưới, coi như có thể ép tới qua nam nhân, cũng không đến mức lập tức liền đem nam nhân giết chết. Ngày này qua ngày khác, nam nhân tự hồ vô cùng hoảng sợ, sau đó liền chết. Cùng hắn nói là bị đánh chết, chẳng bằng nói bị hù chết có lẽ cản thêm hợp ly một điểm. Lữ Thiếu Khanh làm sao cũng nghĩ không minh bạch, cuối cùng chỉ có thế quy tội một điểm, ngữ khí có mấy phần chần chờ, hàng lớn. Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói thông được. Hàng lẫm, không chịu nổi một kích, tại hơn cái này Tiếu Nguyên Anh trên thân cảm tế ngã. Sau đó khẳng định gật đầu, chính là hàng lẫm. Ai, Thế giới này quá kém, A Miu A Cấu đều có thể trở thành hóa thần sao. Phế vật. Tương quỳ bọn người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, liền xem như hàng lẫn. Nhưng này cũng là hóa thần, lại thế nào yếu, cũng không nên là một vị Nguyên Anh có thế giết được. Cái này rất giống là một đứa bé đem một vị võ lâm cao thủ đánh chết đồng dạng. Trời cái đại phổ. Tương quỳ nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, chăm chú dò xét một phen, y đồ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh nhìn ra chút gì. Cuối cùng, Tương quỳ nhịn không được hỏi, tiếu tử, ngươi làm như thế nào nguyên anh đánh chết hóa thần nếu như là người khác nói cho mình nghe tương quỳ khẳng định sẽ cho rằng người kia điên rồi nhưng mã hắn hiện tại tận mắt nhìn thấy không tình cũng phải tin thực lực a lữ thiếu khanh chẳng biết xấu hố ngẩng lên đầu dương dương đắc y nói thiếu niên thiên tài nói chính là ta loại này giống giận huynh loại này chỉ có thể coi là thiếu niên phế vật hắn a giận quyết giận dữ nhưng là xét thấy lữ thiếu khanh biểu hiện hắn hiện tại trong lòng lại không thoải mái cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Tả Điệp lần nữa nói khê với Tương Ti Tiên nói, nguyên lai hắn dám đối đại trưởng lão bất kính, dám khiêu khích hóa thần cấp bậc quái vật, là bởi vì thực lực của hắn mạnh. Như vậy, mới có thể dạng này không có sợ hãi sao? Trước đó coi là Lữ Thiếu Khanh là dựa vào lấy trận pháp lá bài tấy này đến áp chế Tương Quỳ, cho nên mới không sợ Tương Quỳ. Hiện tại xem ra, hẳn là thực lực của hắn mới là hắn lớn nhất ác chủ bài. Tương Ti Tiên lắc đầu, nàng cũng không rõ rằng, nàng nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt nàng, tựa như bao phủ một tầng mê vụ, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Ít nói hưu nói vượng. Tương Quỳ quát to một tiếng, tiếp lấy cường điệu, hắn là hóa thần, không phải A Miu A Cẩu. Nếu là hóa thần đều dễ dàng như vậy bị đánh chết, còn có thể gọi hóa thần sao? Hàng lẫm A, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hàng lẫm hóa thân, bị đánh chết không phải rất bình thường sao? Cần phải ngạc nhiên sao? Lại nói, hắn bị ta sư huynh đánh cho gần chết, chạy tới muốn tìm ta trút giận, thiên đạo đều nhìn không được từ nơi sâu xa liền bị ta loạn quyền đá chết như thế nào đánh chết quái vật lữ thiếu khanh cũng không rõ ràng hẳn nghĩ không minh bạch cũng không có ý định suy nghĩ dù sao họa phong không bình thường suy nghĩ cũng vô dụng tương quỳ trâm mặt lữ thiếu khanh lời nói mặc dù có chút đạo ly nhưng là đạo ly không nhiều thụ thương lại như thế nào cũng không phải trọng thương sắp chết dù là con chuột lợi hại hơn nữa cũng không thế nào là giết được thụ thương còn có thể sống động mảnh hố tương quỳ cảm thấy lữ thiếu khanh trên thân nhất định có chút bí mật gì lữ thiếu khanh nhìn thấy tương quỳ trên mặt biểu lộ trước một bước mở miệng đừng hỏi nữa hỏi lại liên không lễ phép a à. một câu đem tương quỳ trong lòng nghĩ vấn ngăn chặn hoàn toàn chính xác cho dù có bí mật không muốn nói hỏi lại chính là không lễ phép lúc này kế ngôn cũng quay về rồi chết rồi kế ngôn nghĩ ngờ nhìn xem biến thành quái vật thì thể mang trên mặt kinh nghĩ nam nhân thực lực rất mạnh Lữ Thiếu Khanh lúc này hướng kế ngôn biếu đạt bất mãn, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tí. Còn nói hóa thần đây, biểu hiện kém coi như vậy, đắc y quên hình vẫn là lực bất tòng tâm. Lần này nếu không phải ta lực sáng sống to, chết ta cái này xuất khí sư đệ cùng ngu xuống sư muội, ta nhìn ngươi trở về làm sao cùng sư phụ bàn giao. Tiêu y lập tức ở bên cạnh yếu ớt sửa chữa một chút, ta không phải ngu xuẩn. Bị Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, kế ngôn sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đúng như là Lữ Thiếu Khanh lời nói, vạn nhất xảy ra chút ngoài y muốn, hắn thật không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Lập tức nhìn xem chết dĩ nam nhân thi thế, mang trên mặt mấy phần sát khí, có tiên thì xúc động. Theo quái, tê nam nhân ngã xuống, tự hồ biết rõ bên này không dễ chọc, truyền tống trận không có cái mới quái vật truyền tới, còn lại quái vật cũng bị quét sạch sành xanh, xanh. Lữ thiếu khanh liên nói, tốt, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy đi sao? Tương quỷ nhàn nhạt hỏi. Không phải đâu. Lữ thiếu khanh hỏi lại, các ngươi cũng đi nhanh lên đi, lưu tại nơi này chờ tế thần tới, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Đối với điểm này, tương quỷ không có phản đi, hắn hiện tại, hiện tại thí thần tố chức không thể nào là tế thần đối thủ. Bất quá tương quỷ có cân nhắc của chính hắn, ta và các ngươi cùng đi. Cái gì? Ngươi nghĩ làm gì? Lữ thiếu khanh cảnh giác lên, nhìn xem tương quỷ như là nhìn xem phạm nhân. Tương quỷ hừ một tiếng, đương nhiên là bảo hộ ngươi trong tay đồ vật. Hắc cẩu quá trọng yếu, lữ thiếu khanh có thể đem hắn vứt bỏ, nhưng là tuyệt đối không thế trong thế giới này vứt bỏ không thế bị tế thân đạt được. Không phải dương di thượng nhân những này đám tiền bối cố gắng liền uống phí. Tương quỳ cảm thấy mình có trách nhiệm muốn bảo vệ tốt lữ thiếu khanh bọn hắn rời đi nơi này, nhất định phải tận mắt thấy lữ thiếu khanh bọn hắn ly khai thế giới này. Nếu không, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Ngươi! Lữ thiếu khanh sắc mặt cố quái, ngữ khí mang theo chần chờ, ngươi cũng không cần đi. Chương 1070, ghét bỏ. Chần chờ ngữ khí, hoài nghĩ ánh mắt, để tương quỳ giận tím mặt. Đây là y gì? Hết bỏ sao? Hắn dù sao cũng là một cái hóa thân hậu kỳ tồn tại, là một cao thủ. Muốn nói trong thế giới này, có khả năng nhất ngăn cản được tế thần, ngoại trừ hẳn, không có những người khác. Liền xem như kế ngôn cái này tân tấn hóa thần cũng không được. Ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Tương quỳ trong lòng cái kia giận a. À. Lữ thiếu khanh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, không có, ta kinh đế nhất ngươi. Tương quỳ vậy mới không tin, hừ lạnh nói, vậy ngươi lời này là có ý gì? ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thân là thí thần tổ chức đại trưởng lão, nơi này cắt không ra ngươi chủ trì, ngươi đến bảo hộ bọn hắn ly khai a. À. Tương quỳ sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, dạng này cũng là có thể nói tới đi qua, cái này tiếu tử coi như có chút lương tâm. Hắn ngữ khí hòa hoãn mấy phần, không sao, có chư vị trưởng lão tại, không cần lo lắng. Ngươi thân là định hải thân châm, sao có thể không đây này? Ngươi không thấy, người phía dưới tâm hoảng hoảng, không chừng sẽ náo ra càng nhiều phiền phức tới. Lữ Thiếu Khanh bên này quyết tâm không hy vọng tương quỷ đi cùng, lại nói, ngươi không tại, không chừng có người đoạt ngươi quyền, đến thời điểm ngươi trở về, thành lưu. Manh tư lệnh, chẳng phải là của ta tội trạng. Trước mặt nói còn hảo hảo, đằng sau ngươi liền để tương quỷ lại có đánh người xúc động. Đoạt quyền. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi dạng này tính cách sao. Nếu như là ngươi, ta liền sợ ngươi đoạt quyền, những người khác, ta lo lắng cộng lông. Tương quỷ cũng là quyết tâm muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh cũng một chỗ, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta tự có an bài, trọng yếu nhất vẫn là phải bảo vệ tốt ngươi trong tay đồ vật. Lão nhân này, nghe không hiếu tiếng người sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra không cao hứng dáng vẻ, bất quá vẫn là tiếp tục khuyên, "Được rồi, xa như vậy địa phương, tàu xe mệt mỏi, ngươi như thế Tích Linh, nếu là xảy ra chút ngoài, y muốn ta làm sao hướng tỷ Tiên tỷ tỷ bàn giao? Đúng không? Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng không muốn gia gia ngươi đi mạo hiểm a." Tương tỷ Tiên mỉm cười, lộ ra ôm nhu hiền thục, một công tử có gia gia đi theo, nhiều một phần bảo hộ vạn nhất gặp tế thần, các ngươi cũng không phải đối thủ. tiêu vê cũng không nhịn được khuyên nhủ, đúng vậy a, à, nhị sư huynh, để đại trưởng lão đi theo tương đương với thêm một cái bảo tiêu, đây là một chuyện tốt a. À. lữ thiếu khanh cũng nhịn không được nữa, thấp giọng với tiêu y quát, ngậm miệng, ngươi biết cái gì? lão nhân này vừa trước đây không lâu kém chút bị đánh chết rồi, hắn hiện tại đi đường cũng khó khăn, đi cùng, ai là ai bảo tiêu còn chưa nhất định đây. ta sáu. tương quỳ tức đến méo mũi, quả nhiên là ghét bỏ trần trụi ghét bỏ. Tương quỷ nổi giận, tiểu hỗn đảng, ngươi gian nói cái gì? Tương quỷ trong lòng cái kia khí A. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất bị người dạng này ghét bỏ. Cái gì thời điểm đến phiên một cái tiếu nguyên anh đến ghét bỏ hóa thần rồi? Đến cùng là cái gì phá môn phái, cái gì nát thầy người cha dạy nên đồ đệ? Phóng xuất là vì tại họa thế giới này sao? Vẫn là nói nhẫn chịu không được cái này hỗn đảng tiếu tử, cố y để hắn ra, là dự định để người khác đem hắn đánh chết sao? tương quỳ bị tức đắc thủ đều đang run rẩy nếu không phải mình thụ thương nếu không phải đại địch trước mắt hắn phải cứ cùng lữ thiếu khanh hảo hảo trò chuyện gặp qua làm giận a à, chưa thấy qua như thế làm giận a à. ngươi đừng nóng giận a à, lữ thiếu khanh bên này lập tức lộ ra lo lắng biếu lộ đừng đem chính mình khí ra cái gì mau bệnh đến ta nhưng không có linh thạch bồi ngươi tương quỳ càng tức cút nhìn một cái lữ thiếu khanh nhíu mày lời thật thì khó nghe ngươi còn không vui ngươi là thế nào làm đại trưởng lão thí thần tổ chức đến bây giờ còn không có đố. Cũng coi là cái kỳ tích. Ngươi già rồi, liền phải nhận lão chịu thua, thụ thương, liền phải chính diện vấn đề này. Lữ thiếu khanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi nói một chút, ngươi bộ dáng này di cùng có làm được cái gì? Ngươi có thể đánh được tế thần sao? Tế thần thả cái rắm đều có thể đem ngươi ngạt chết. Đạo ly là đạo ly này, nhưng là tương quỳ chính là khó chịu. Người khác nói như vậy, hắn có lẽ còn có thể nghe lọt. Nhưng lời này từ lữ thiếu khanh trong miệng đụng tới, làm sao nghe đều là hai chữ. Ghét bỏ. Ghét bỏ hãng lão, ghét bỏ hắn thụ thương. Dạng này ngược lại khơi dậy trong lòng của hãng một cổ khí, ngươi càng là ghét bỏ, ta liền càng phải đi theo ngươi. Cuối cùng vô luận ngươi nói cái gì, ta cùng định ngươi. Tương quỳ âm thầm cắn răng, trắng hoa hoa râu ri phiêu a à phiêu, thái. Không cho sơ thất. Kiên quyết, và kia câu mười phần trọng yếu. Giao cho ngươi cái này tiếu tử mang theo, trong lòng ta bất an. Không tận mắt thấy ngươi ly khai, ta đi ngủ đều không an lòng. Quỷ biết rõ ngươi có thế hay không bản đường liền mất di, hoặc là dứt khoát giao cho tế thần. Lữ thiếu khanh phiền muộn, chỉ vào tương quỳ mắng, lão ngoan cố. Ngược lại đối tương tỷ tiên nói, tí tiên tỷ tỷ, ngươi có thể hay không khuyên nhủ gia gia ngươi, đừng như vậy cưỡng, cũng hơn ngàn tuổi người, còn vui đùa tiểu hài tử tính. Tình. Có thể hay không giống ta đồng dạng đã thành thục. Mọi thứ lấy đại cục cân nhắc. Thành thục. Ta đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Tương Quỳ oán hận nói, ta không yên lòng ngươi, nhất định phải nhìn cơ hờ mờ chăm ngươi. Ngươi để tỷ tiên tỷ tỷ đi đưa ta, cũng tốt hơn ngươi di theo, lại nói, Lữ Thiếu Khanh vẫn là muốn khuyên, có chuyện gì, để nàng nói cho ngươi không phải tốt. Ta không đồng ý. Tương Quỳ nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, để cho ta tôn nữ đi theo ngươi đi. Đến thời điểm ngươi đem ta tôn nữ hoặc chạy làm sao bây giờ? Vạn nhất tái xuất chút ngoài y muốn, ngươi thành ta cháu rể, ta còn muốn hay không sống? Vừa nghĩ tới có khả năng này phát sinh, Tương Quỳ liền rùng mình một cái, thái độ kiên cố hơn quyết, ngươi nói cái gì, ta đều muốn đi cùng. Cái này lão ngoan cố, thật sự là muối dầu không tiếng a, à, Lữ Thiếu Khanh cũng không giả, trực tiếp ghét bỏ, không muốn, ngươi tựa như một cái bóng đèn lớn, tại trong bóng tối lập lòe sáng lên, ta sợ ngươi đi theo ta, tế thân hội nghe hương vị, giống chó đồng dạng theo tới. Giống chó đồng dạng theo tới. Tương Quỳ sắc mặt bất thiện, lúc nào cũng có thế sẽ bạo khởi đánh người, ngươi nói là ta giống phân đồng dạng. Không có Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta cũng không có y tứ này. Đây là chính ngươi cho rằng, ta nhìn ngươi chính là y tứ này. Tương Quỳ gào thét, nhịn không được, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi không thế. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đứng ở Tương ti Tiên sau lưng, Tì Tiên tỷ tỷ bảo hộ ta. Tương Tỷ Tiên rất im lặng, nàng quay đầu đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, gia gia của ta muốn đi theo, chẳng lẽ ngươi có thế ngăn cản sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ với Tương Tì Tiên nói không thế nhưng ta có thể để cho hắn nghe lời